chiếc lá vô tình. Đang buổi trưa mùa hạ nắng như thiêu đốt, một con người mù lòa bước đi chậm chạp trên con đường mòn có một vùng ngoại ô thưa thớt dân cư. Tay không cầm gậy, lối đi này rất quen thuộc với bà. Bên vệ đường có một cây to, bà rẽ vào đó dường như để trốn cơn nắng hạ dưới bóng mát từ tán cây phủ trùm lên một khoảng đất rộng. Có thể bà sẽ nghỉ trưa ở đây, như bà đã từng làm như thế sau những buổi đi xin. Đến gần gốc cây, bà khẽ tựa vào gốc cây để tìm một giấc ngủ yên lành. Bà sẽ cảm thấy hạnh phúc không thua gì một quý bà ngã lưng trên chiếc giường nệm êm ái có máy lạnh. Bà đang mơ màng với thứ hạnh phúc lớn lao mà bà có thể có được, thì bất ngờ bà vấp phải một vật gì. Bà chao đảo, chưa kịp lấy lại thăng bằng thì nghe một âm thanh chua chát. Ai đó? Bộ đuôi mù rồi hay sao mà không thấy tôi đang ngồi đây vậy? Thứ đồ gì mà ác nhân kỳ cục vậy? Xin lỗi, tôi bị mù cô ạ. Tôi mù thiệt, cho tôi xin lỗi cô. Bà hốt hoảng trả lời khi gượng đứng vững được. Giọng nói thanh thoát quá, chắc là cô ấy còn nhỏ lắm, cỡ tuổi con mình là cùng. Bà nghĩ thế và bà hối hận vì thái độ bất cẩn của mình. Im lặng, không có tiếng trả lời. Đúng như người phụ nữ suy đoán, tiếng nói phàn nàn gay gắt vừa rồi là của một cô gái. Cô bé chạc tuổi 14-15. Có điều bà không biết được rằng cô bé ấy cũng mù như bà. Cô bé cũng đi xin và dừng chân nghỉ ngơi tại nơi này. Cô bé hối hận về những gì mình vừa nói. Cô bé im lặng, nghe ngóng một lúc. Người phụ nữ mù lòa vẫn không nghe một lời đáp trả nào. Bà nói lớn lên một lần nữa. Cho tôi xin lỗi nhé, tôi mù thiệt mà. Rồi bà quay lưng bước đi. Chợt cô bé gọi lại. Này bà ơi, tôi cho bà 1.000 nè. Số tiền duy nhất mà cô đang có. Nghe thế bà rất mừng. Bà mừng vì nghe cô bé tha thứ cho mình. Hơn nữa, bà mừng vì nhận được 1.000 đồng. Bà dừng lại, quay ngược chiếc nón cũ kỹ, đưa về phía tiếng nói. Chợt một chiếc lá vàng rơi vào chiếc nón của bà. Bà tưởng cô bé bỏ tiền vào. Bà nói cảm ơn cô. Nhưng khi bà cho tay vào nón lấy tiền, bà mới nhận ra đó chỉ là một chiếc lá khô. Bà lẩm bẩm, cô bé gạt mình, chắc cô bé còn giận mình. Rồi bà buồn bã quay đi. Trong khi đó, cô bé cầm tờ giấy 1.000 đồng đưa về phía bà, chờ đợi bà lấy. Rồi cô bé lại nghe tiếng bước chân xa dần. Bà ấy không lấy tiền, chắc bà ấy còn giận mình. Cô bé nghĩ vậy và lòng vô cùng buồn bã. Chiếc lá vô tình làm cho hai tâm hồn vừa nghèo vừa mù, nhưng thâm đẫm tình người, vừa đồng cảm cũng trở nên xa cách.